xin chào các em ở trong video này anh sẽ sửa chi tiết chapter số 100 dành cho lớp 12 rồi hôm nay bé khôi đã xuất viện về mấy em cho nên có thời gian để anh anh làm video cho các em ờ, cái chapter 100 anh thấy con 10 á, hôm bữa là anh làm cái đề anh quên chỉnh lại tại vì hồi năm trước chapter 100 là anh đang ôn tổng hợp năm nay tới chapter 100 rồi mình vẫn chưa ôn tổng hợp nhưng mà cũng sao hết có nghĩa là em học sớm hơn em em mấy em học sớm hơn bên kia học sớm hơn rồi giờ mình sẽ chắc thân trăm nha em Câu số 1 là nguyên hàm cơ bản anh không giải nha. Câu số 1 là câu x mũ 3 chia 3 cộng 3 là nx uh, ờ, trừ 2 căn x hả trừ 2 căn x thì này lấy nguyên hàm x mũ 1 phần 2 à. x mũ 1 2 là ra x mũ 3 phần 2 chia 3 phần 2 vậy là nó bằng 2 nhân cho 2 phần 3 2 nhân 2 phần 3 x mũ 3 căn x mũ 3 Vậy là 43 đúng không? Vậy là câu này cô câu, câu A Cô câu A Ủa cô B chứ Lộn với cô B mà nó có A Câu số 2 Câu số 2 này nó cho Cái gì Nó cho này là mấy em Anh nghĩ là mấy em sẽ chia ra hết á Em thay triển cái này ra Không cần chia đâu Mà tách ra được Cái này là ít bình À, trừ 2 x bình cộng 1 trừ 2 x chia cho x bình cộng 1 dx rồi cái này em tách ra được là tích phân từ 0 tới 1 của 1 trừ cho 2 x chia x bình cộng 1 dx nguyên hàm của 1 thì ra x đúng không nguyên hàm này thì mấy em đẳng phụ thôi mấy em đẳng phụ cái này là nó ra nguyên hàm của uh, đặt t bằng x bình bình cộng một hay là ra d của x bình cộng một chia x bình cộng một cận từ không tới một anh ghi kiểu này nghe còn mấy em vẫn cổ đi cái này cận từ không tới một này ra một cái này ra ln của x bình cộng một cận từ không tới một cho đến này ra một trừ ln hai thì một trừ, trừ ln hai mà cái này nó ra a là NB, hả cho nên là bằng trừ ln2 cộng 1 dẫn tới việc a nó sẽ bằng âm 1 nha em còn b là bằng 2 c là bằng 1 a cộng b cộng c là ra 2 nó phải là d rồi câu 3 là câu khó này. câu 3 mình phải tư duy nhiều nè câu 3 này mình tư duy như thế nào ờ, đầu tiên á là mấy em phải hiểu á là cái này với cái này nó có mối liên can là mấy em đổi lại đây nè thằng này là anh để là uh, anh để là y hay phẩy đi anh đi anh đi bên đây đi chứ để cái kia em nhìn thấy đâu câu này cần phải tư duy tí xíu nha câu này nó xuất phát từ cái gì nó xuất anh suy nghĩ nó xuất phát từ cái Ờ... Uh, 1 phần V đậu hàm á 1 phần V đầu hàm Là bằng trừ V phẩy chia V bình thường á à. Anh sử dụng cái đậu hàm này để anh xử lý cái câu này nè Như vậy á Cái này anh cần để chuyển cái này qua Là 9 nhân Y 2 phẩy Trừ cho 9 Rồi cộng cho Y phẩy trừ 1 tất cả bình Bằng 0 Rồi xong anh đặt nhân tử số 9 nha này là y2, 1, cộng cho y, chừ x, chừ x tất cả bình, bằng 0. Xong rồi anh sẽ chia 2 vế cho y2, chừ x tất cả bình. Đúng không? Chia 2 vế cho nó. Chia hai vế là mình sẽ còn lại 9, nhân y2, chừ 1, rồi em đem chia cho Y2... y hai phẩy trừ x tất cả bình bằng cái này diễn qua là trừ một nha cho nên mình sẽ có là trừ của y hai phẩy trừ một chia cho y phẩy trừ x tất cả bình bằng một phần chín anh đang giới thiệu này rồi em phải hiểu nè cái này nè cái mà anh đang thanh màu xanh nè nó chính là một phần y phẩy chia bình đó ở đó là trừ quay phải chia y bình đúng không trừ quay phải chia bình là một phần v tất cả đạo hàm cho nên em sẽ có cái này là một phần y phẩy trừ x tất cả đạo hàm bằng một phần chín đó rồi bây giờ chúng ta lấy đạo hàm chúng ta lấy nguyên hàm hai vế là cái này được rồi nó ra được là một phần y phẩy trừ x bằng một phần chín x cộng c bây giờ chúng ta sẽ tìm c dựa vào cái f phải bằng không bằng chín F phải bằng 0 nè chỗ nào có chữ X thay bằng số 0 chỗ nào có Y phải thay bằng số 9 như vậy là anh có là F phải bằng 0 bằng 9 cho nên C ra là 1 phần 9 trừ 0 bằng C cho nên C bằng 1 9 luôn đúng không C bằng 1 9. C bằng 1 9 mà nó kêu cái tính cái gì tính F1 trừ F0 hả vậy là cái này không phải thêm giải thêm cái nữa vậy là mình sẽ có là 1 mình sẽ có là tờ, 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 để tôi mình sẽ có y phẩy trừ x sẽ bằng 1 phần 9 x 1 chia cho 1 phần 9 x cộng 1 phần 9 đúng không thì mình mình phải nghịch đảo nữa các em mình phải nghịch đảo cho nên mình có y phẩy uh, bằng x cộng cho 1 phần 1 phần 9 x cộng 1 phần 9 và người ta kêu tính f1 trừ f0 tức là nó kêu tức là cái này kêu tính tính tích phân từ 0 tới 1 của f y phẩy dx thì nó sẽ bằng f1 trừ f0 đúng không rồi hiển nhiên cái này em có thể bấm máy rồi cái này em có thể bấm máy câu này khó câu này tư duy hỏi tư duy cộng 1 phần 1 phần 9 x cộng 1 phần 9 cộng thì 0 tới 1 nó ra 6 phát 7 3 8 6 phát 7 3 8 nên thử coi con nào 2 cộng 9 là 2 không phải vậy là 1 phần 2 sao 1 2 9 là 2 6, 7, 8, rồi có C à câu 3 là C ấy, em câu 3 mới là C tất nhiên là câu này mấy em á cần phải coi đi coi lại nhiều lần không thôi là mấy em không hiểu đâu còn hãy coi đi coi lại nhiều lần đó. câu 4 thì dễ rồi câu 4 thằng Z thằng Z là điểm A thì thằng Z phải nó phải dưới này nè đúng không vậy là 3 2 3 chiều 2 là A xác à, xét liên hợp chứ gọi cái này là mã hóa tiếng tính thôi các em vừa xác vừa xét liên hợp là mình mã hóa tiếng tính này mod 2 anh sẽ giải hiệu mẫu tiếng tính z nhân 2 y trừ 3 trừ 8 y z liên hợp trừ 10, cộng 16 cộng 15 y đúng không? coi 10 000 cộng 100 đi. Rõ này mình dịch ra là trừ 16 13 cho nên là 3A cộng 10B trừ 16 bằng 0. Còn này anh dịch là trừ 15 36 6A cộng 3B trừ 15 bằng 0. Rồi mình giải hệ thôi các em. 3 10 16 6 3 15 Nó ra 2 và 1 cho nên A cộng 3B là 5 đúng không? 5C Câu 6 góc giữa hai đường thẳng góc giữa hai đường thẳng nó chính là gì là góc giữa hai vectơ chỉ phương đúng không góc giữa hai vectơ chỉ phương à, cái này anh cho mặt OSI rồi hồi à, góc anh cho tính cho không gian mà anh lộn á Vậy giờ mình xác định hai vector phát tiếng này đi Vector phát tiếng 1 là 2 4 Tự nhiên đưa qua cái bài lớp 10 Vector phát tiếng 2 Là 3 1 Xong rồi mình lấy góc Có phi là tích vô hướng Chia tích độ dài Vector n 1 như vector này 2 Chia tích độ dài của vector n 1 nhân vector này 2 Là xong Tích vô hướng là 6 Cộng 4 là 10 nha còn này là căn hai bình cộng 4 bình nhân căn 3 bình cộng một bình cái này kiến thức lớp 10 nha rồi mình bấm shift code của miếng này là ra được cái góc 10 chia căn hai bình cộng 4 bình nhân căn 3 bình cộng một bình đúng không ra bi chia 4 là 45 câu A Câu số 7, phương trình mặt phẳng 3A vuông góc với BC, vuông góc với BC cho nên nó sẽ nhận vector BC là vector pháp tuyến cho nên chúng ta tới vector BC cái đi, vector BC là C B là 1, 2, 5 cho nên rút gọn lại là 1, 2, 5, điều này có nghĩa là cái mặt phẳng của em là X cộng 2Y cộng 5Z cộng D bằng 0, và chúng ta sẽ thế cái điểm A này vào cái mặt phẳng này Chúng ta tìm được D 2 trừ 2 cộng 5 cộng D bằng 0 Cho nên chúng ta sẽ có D bằng âm 5 D bằng âm 5 cho nên đáp án là câu, câu D đấy các em Câu D Câu 8 Tìm M để tam giác MNB dung tại N Để một tam giác dung tại N thì hai vector như nhau bằng 0 Mình xài định nghĩa Ờ cái hệ quả tích có hướng tích vô hướng em. Mình sẽ đi tính vectơ NP và mình tính vectơ NM. Khi hai vectơ này nhân nhau bằng 0 thì hiển nhiên tam giác này sẽ vuông tại N. P, NP là vectơ từ là 2 M -1, 4 3 là 1. NM là M -N là 3 1 5. Từ đây chúng ta suy ra là vectơ NP nhân vector nm thì hai vector này sẽ vuông góc và nó sẽ bằng 6 cộng m chiều 1 cộng 5 bằng 0 và chúng ta giải ra được là chiều 10 chiều 10 đúng không là d câu số 9 tìm giá trị a để hai mặt phẳng này vuông góc nhau hai mặt phẳng này vuông góc nhau khi tích vô hướng của vector pháp tuyến nó bằng 0 các em mình sẽ có vector pháp tuyến của p là 2 a 3 vector pháp tiến của Q là 4-1 trừ của A trừ 4, đúng không? Xong mình nhân nó lại, hai vector này nhân nhau bằng 0 thì nó mới vuông góc là 8-A-3A-12 bằng 0 Rồi chúng ta giải ra được A bằng bao nhiêu? A bằng 1 Ủa? No, trừ 4 trừ 1 chứ, A bằng trừ 1, A trừ 1 là C câu người này à, nãy nãy nó nói đúng không nó dính cái chương một mà tại vì á, cái chapter sơ một trăm năm trước á một cái chapter 100 một trăm của năm trước là anh cho cái câu này nhưng mà á, tại vì cái năm trước á, là tụi này nó ôm nó ôm tới đây là nó ôm tổng nó ôm rồi tức là anh lại quay về cái chương một rồi rồi giờ bài này giải thì mình nhớ là những chương một thôi mình lấy đầu hàm này mờ bình -mờ. Mờ bình -mờ. cái này là m bình trừ m m bình cộng m nhân này là trừ hai m trừ hai nhỏ hơn không đúng không đang cần nghịch biến giải này ra là m bình trừ m trừ hai nhỏ hơn không m bình trừ m trừ hai nhỏ hơn không là m chạy từ trừ một cho tới hai rồi mình đặt điều kiện nữa m khác trừ x mà trừ x mà x lớn hơn trừ một cho nên mình có là trừ x nhỏ hơn một cho nên si -M, m sẽ khác từ trừ vô cùng cho tới một rồi mình giao lại cái nữa là xong trừ 1 tới 2 lấy là ngoài bỏ bỏ từ trừ vô cùng tới 1 là bỏ từ đây tới đây như vậy là lấy 1 tới 2 các em lấy 1 tới 2 mà có dấu bằng màu đề rồi đó là toàn bộ lời giải của chapter số 100 thì cái chapter này á um, nó dính tới một phần là của lớp 10 là do anh soạn lúc đó ẩu quá anh không có để ý cái này là lớp 10 nhưng mà ra lúc em thi á, nó cũng có hỏi cái này nha nó cũng hỏi mà ra mình áp dụng kiến thức tính gốc thôi tính theo hướng chất tiêu dài rồi mong rằng các em sẽ làm tốt ở chapter 601 bye bye tạm biệt các em